Ngày 11 tháng 6, tại thành phố Long Xuyên, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân phối hợp Công an tỉnh An Giang tổ chức vòng chung kết hội thi Thanh niên Công an học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy khu vực phía Nam. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục Chính trị Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Nưng, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh đến dự. Tham gia tranh tài vòng chung kết hội thi Thanh niên Công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, có 10 đội đến từ các đơn vị, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Công an các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Tiền Giang, Bình Phước, Quảng Nam, An Giang, Bến Tre và thành phố Hà Nội. Các đội thi tranh tài 4 nội dung: Chiến sĩ Công an Nhanh trí, Bản lĩnh Thanh niên Công an, Thông điệp Tuổi trẻ Công an Nhân dân, Chiến sĩ Công an Tài năng và Sáng tạo. Kết quả, Công an tỉnh An Giang và Công an thành phố Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức hội thi còn trao 3 giải nhì và 5 giải ba cho các đơn vị. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân về 6 điều Bác Hồ dạy, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an Nhân dân và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.